đời cùng còn chẳng mấy năm. Khắp trong các nước cứ thấy nằm bằng non, cha thầy chẳng thấy mặt con, vợ thầy chồng chẳng được con tại gia. Khuyên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức như Phật mà cứu cho. Đức thầy cũng thúc giục cho chúng ta cái sự vô thường, sự giả tạm của thế gian, chúng ta gấp rút lo tu hành. Tôi nguyện năm mà các bạn là để tu tu nguyên một vàng cả mọi người. Thì nghĩa nhân cái ngày lễ trọng đại hôm nay, Đức Cố Quảng thì chúng ta đem lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy để mình sướng âm lên để thúc giục và chia sẻ đến tất cả quý vị trong nước và ngoài nước. Khổ giới tham ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bài hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Kính thưa quý vị, thì giờ này Ngọc Tâm đã đến tới gia đình Đinh Sơn Trung của Đức Cố Quảng Tràng Giang Thành. Giờ này thì 5 giờ chiều ngày 21 quý vị, rất là đông bà con đến đây đổ rất là đông quý vị. Thì hiện giờ Ngọc Tâm đang ở ngoài lộ chưa đến đình nữa, nhưng mà cái lộ thì cứng người ta hết trơn rồi. Thì vậy hôm nay Ngọc Tâm trở về đến lễ của Đinh Sơn Trung của Đức Cố Quảng, người có cái sắc lệnh là văn lệnh của Đức Thầy Tây An mà cấm bốn ông thẻ đó quý vị. Đây là cái người hiện giờ đang có cái tầm quan trọng đối với phái Vũ Sơn Người Hương cũng như Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Vậy giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng đồng hành với Ngọc Tâm vào bên trong quý vị, xem cái đền thờ của ông như thế nào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm thân ái kính chào quý cô chú anh chị cũng như vị đồng đạo gần xa kính mến, kính thưa quý vị. Thì hôm nay Ngọc Tâm trở lại với đình Đinh Sơn Trung, đình Sơn Trung của Đức Cố Quảng Tràng Giang Thành. Hiện giờ thì bà con đồng đạo đến đây rất là đông quý vị. Thì Đức Cố Quảng một trong 12 vị đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An, ngài có sức lệnh là nhận sức lệnh là đem cắm bốn ông thẻ đó quý vị. Trong phái Vũ Sơn Kỳ Hương thì có cái tầm dốc rất là quan trọng. Thì giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng đồng hành với Ngọc Tâm để xem qua cái buổi lễ như thế nào tiến hành ngày mai là ngày 22 quý vị, tiến hành vào ngày chánh lễ quý vị. Thì giờ này bà con rất là đông, Ngọc Tâm mời quý vị thêm một vòng. Đây là đêm mới chỉ đêm 21 thôi nhưng mà bà con đến đây rất là đông hết quý vị. Hiện giờ thì con đang đứng ở đình Đinh Sơn Trung. Mời quý vị cùng theo dõi đồng hành với Ngọc Tâm hết quý vị. Nghe đọc trước ha. Rồi, Ngọc trước Ngọc hả? Tâm hả? Rồi, ok. Ngọc Tâm tạm chân lý. Có Ngọc Tâm nữa quý vị ơi. À, vui quá rồi, bất ngờ quá ha. Úc Úc ngoài xích đây nhắc đi, có quên nhắc. Có đèn không thì tối đi. Không có, mình đọc cái bài nào mau thức tỉnh tu thân cơ thể được không? Thánh giảng nè. Giờ mình đọc thưa quý vị, thì giờ này đang dự lễ thì gặp tình cờ gặp lại anh Thiện Nghĩa cũng như cô Phím đọc giảng nổi tiếng của làng Hòa Hảo. Sẵn đây thì Ngọc Tâm cũng quay một đoạn để cho quý vị mình nghe những lời chúc ngọc của Đức Thầy. Thì giờ này ta mời quý vị cũng lắng nghe hai vị đạo này sẽ đọc lại lời chúc ngọc của Đức Thầy hay quý vị. Đoạn cái đó. Đoạn nào mà khuyên tu gấp gáp quá. Đây hay lắm. Nghe lẽ lâu rồi kia nè. Vỗ tay cái cho nhanh quý vị. Đây. Úc liếc liếc thôi. Thuộc.
Út khó khá rồi, Út đọc trước đoạn đi. Dạ, Út đọc trước đoạn đi ha. Rồi, Út đọc trước đoạn, vậy thì Nghĩa đọc sao? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, kính thưa chư quý vị đồng đạo, hôm nay là ngày 21, cũng là ngày lễ của ông Cố, và có nhân dịp này gặp chư quý vị đồng đạo. Tôi cũng xin gieo duyên cùng chư quý vị một đoạn trong quyển nhất để cho chư quý vị đồng đạo cùng nghe trong buổi ngày đại lễ của Đức Phật, đại lễ của ông Cố. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu xin Phật Tổ ra ơn lời điên khuyên nhủ như đờn ba nhà, thị thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi, đừng thấy ngu dại mà khi thầy thì quê lưu tớ thì quê đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước cứ thấy nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được con tại gia. Khuyên trong lễ thứ trẻ già, tu hành hiền đức như Phật mà cứu cho, ấy là quý báu thơm tho. Đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì, con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính nữa gì mẹ cha, sau này sáu bác hùm tha sự người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quá báo thì chạy, đời nay quá báo một giây nhàn tiền, dương trần phải ráng làm hiền, đừng trồng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc cơ chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Hay quá trời Phủ ơi. Muốn nghe nữa không quý vị? Dạ, hay quá, Phiến ơi chắc đọc tiếp quá. Thì thưa cô, những cái đoạn sấm giảng của Đức Thầy đó, khi mà cô ngâm ra rồi đó thì cái giọng rất là truyền cảm, có thể cảm tới cái lòng của bà con luôn á. Nên quý cô chú, mặc dù có cũng có là 100 người thì cũng có một số là không có phải đạo Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà vẫn thích nghe những cái lời sấm giảng
của Đức Thầy. Qua đây chắc là cô tặng thêm đoạn đúng không cô? Rồi, tặng thêm nữa bác ơi, hay dạ, quá. Dạ, được, được thôi. Rồi, sẵn có nhân dịp này á, thì Châu Phú nói vậy thì cô tiếp tục đọc để cho chị quý vị đồng đạo cùng nghe. Tại vì ít có cái dịp gặp nhau lắm. Gần 400 người đang ngồi đây để nghe cô nghe trực tiếp, ha? Đó, trực tiếp luôn đó cô. À, dạ, cũng xin kính chào quý vị đồng đạo trên YouTube. Bạn ảnh nhỏ. Dạ. À, cũng xin chúc toàn thể hết chị quý vị đồng đạo có mặt ở đây cũng như trên YouTube. À, được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, đạo quả viên dung, hạnh phúc và thành đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ tới cô đọc nào. Sao mà Út đá đá cái gì không? Nhắc. Vậy giờ nãy là cô đọc cái gì ạ? Để nghĩ. Ủa đổi hay chút xíu cô mới đọc nữa hay gì? Không đọc đi, đọc thì nghĩa đọc về câu đi rồi chị đọc về câu. Dạ. Yeah. Cái bài khổ với thảm ngày nay có mấy thì nghĩa đọc đó là tới cô vô nha. Dạ. Yeah. Được không? Nhớ. Được. Tôi biết năm hả? Khổ với thảm ngày nay có mấy là biết. Dạ được. Khổ với thảm. Sợ mai sao nhìn thấy bay hồn luôn á. À. Bay hồn thiệt. Cái đó là quyển, cái đó là cái gì hả? Cái gì cái gì? Đúng rồi. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, thì sáng giờ thì cô Khuyến cũng đi với đoàn từ sáng giờ đã đọc giảng phục vụ cho quý vị rất là nhiều rồi. Đến giờ này cũng tối nhưng mà cô cũng hết lòng để đọc cho quý vị nghe. Thì đây là tấm lòng của cô mà thấy cô đọc vẫn còn rất mượt mà hả quý vị? Thì ở đây thì Nghĩa xin hồi hướng công đức cho cô, chúc phúc cho tất cả quý vị đồng đạo, tất cả quý vị ở đây cũng như là đồng đạo khán giả trên màn ảnh nhỏ, khi nghe được cái lời giáo huấn của Đức Thầy thì chúng ta gấp rút lo tu hành nha quý vị. Thì ở đây cũng có một cái đoạn sấm giảng trong quyển nhì, Đức Thầy cũng thúc giục cho chúng ta cái sự vô thường, sự giả tạm của thế gian, chúng ta gấp rút lo tu hành. Đó là để tu với tu nguyên một dạng cả mọi người. Tu nghĩa nhân cái ngày lễ trọng đại hôm nay, Đức có quản thì chúng ta đem lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy để mình sướng âm lên, để thúc giục và chia sẻ đến tất cả quý vị trong nước và ngoài nước. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khổ giới tham ngày nay có sợ mai sao dòm thấy bài hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết, trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xạ hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn, lo ăn xài trà rượu xình xoàn, chừng khổ não phàn nàn căng số. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên nói đại, ta khùng điên của cải chẳng màng,
miễn lê thứ được cầu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tầng thì Nam Quốc lương dân mới biết. Vì là Phật kiếm nãy giờ không có thấy. Nay dạy thế cây cùng ngồi giết chơi sát trần vô thiết ít hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng màng. Sao biết đặng dân đừng có tiếc. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Minh Nghĩa. Và kế tiếp là Châu Phú mời trở lại là cô Khuyến nha. Dạ, A Di Đà Phật. Mời cô. Dạ, dạ. Cô Hoàng, cô không vô. Kiếm không gặp. Dạ. Thôi bây giờ kiếm không gặp thôi. Cô đọc đoạn khác. Mình đọc cái đoạn khác nữa ha. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Các chư Phật không khi nào rành tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần gian năm canh về thường giải tấu qua thường đế số tội ác thì vô số kể. Còn làm nhân thì quá ít ôi. Hồi công đồng xem hằng hồi sai chư tướng xuống răng trần thế đau nhiều chứng dị kỳ khó kể. Sắp từ nay lao khổ đến cùng kẻ dương gian khó nổi. Người bảo ác không còn tánh nữa màng. Diễn ngâm sám giảng. Đường đạo lý chớ nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật khi trong tâm. Phật Tây Phương thì phải tìm kiếm ở trong nào tri. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy khùng tham thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kề sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt cho báo gia rõ biết người khùng hay dương trần làm dữ. Hãy subscribe.
từ nay buồn bực cùng yêu dân nhớ chỉ rõ đạo màu ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm việc biến chuyển thiên cơ rất gấp khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giáng sanh đây chỉ rõ đường đi nữa Đà Phật. Hey. Nói như vậy mà cô vẫn còn đọc quá mượt mà ha. Thì qua đây cũng xin chúc đến tất cả quý vị đồng đạo, quý vị khán giả trên màn ảnh nhỏ nha. Hôm nay là đêm 21 tháng 2 năm Nhâm Dần. Đây là một ngày lễ rất là trọng đại trong làng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đây là một vị lãnh tụ nghĩa quân để chống Pháp, Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành nghe quý vị. Nãy giờ thì chắc có rất nhiều cộng đồng mạng hỏi là không biết cái ngày gì mà đông quá. Thì Nghĩa thấy rất là nhiều trên comment hỏi như thế, cho nên thì Nghĩa cũng giải thích lại một lần nữa là hôm nay là cái ngày lễ ở An Giang mình nè quý vị. Kính mời quý vị có dịp thì về thăm ở nơi Đức Cố Quảng Trần Văn Thành nghe quý vị, để biết dân tộc mình rất là anh hùng nghe, cũng đã chống giặc ngoại xâm, ông bà tổ tiên chúng ta đã gìn giữ quê hương đất nước cho đến ngày hôm nay. Oh, I got my...